Người ở đâu? Dạ thưa cha, con là Lê Thị Tuyết, 80 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Dạ 80. 80 tuổi, chị ở đâu? Dạ thưa cha, con hiện tại con đang ở Đức. Ở đâu? Ở Đức. Ở Đức, rồi. Đây là một bà 80 tuổi ở bên Đức. Rồi bà có bị giống như cái bà kia không? Đấy, tôi mấy phụ nữ sao tôi hỏi cứ không có gì trả lời, cứ phải nói khác nè. Tôi hỏi là bà có giống bị giống bà kia không? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, con được ơn. Đúng, con là báo ơn trọng đại chứ thứ chất là con qua một cuộc mổ tim rất là nặng mà Chúa cho con thoát chết bằng cách quại mục. Đó là ơn thứ chất. Ơn thứ hai là về đó, con nói chứ đại ý là như là cuộc sống của con, Chúa cũng cho con một cái ơn phải đó là ngoài sức tưởng tượng của con. Ơn cuộc sống cha, tức là thuộc lệ giấy tờ con được cả đại đức một cách quản mục. Dạ, đó là ơn thứ. Chị ở bên Đức bao nhiêu năm? Dạ, chị cho em ở 16 năm. 16 năm, rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba là con trai của con, là năm nay cháu năm 14 tuổi, thì đang học cách đây một năm, cháu bị, coi cái nói như tiếng Việt là cái gì đó, bại liệt một nửa người. Thì Chúa cho cháu trong con một năm, con đã xin khất và cần làm giờ làm tương xót nhờ các hội đoàn của con bên đó và tập dựng đàn. Bị bệnh gì? Đã bị bệnh liệt đó cha, cái gì mà lắc ăn phan quá cha, là cũng như là đột quỵ đó cha. À, đột quỵ, rồi đột quỵ, bị bại liệt và tai biến và bị liệt một nửa người, bán thân bất toại. Rồi thì hôm nay cháu đã mất được 90%. Đó, mất 90% đó là con tạ ơn Chúa. Con lên đây con tạ ơn Chúa vì ba cái ơn đó. Cái thứ ba là con gái của con, cháu hiện cháu đang ở bên Mỹ, nhưng mà cháu bị một cái cuộc cái gì tai nạn giao thông quá sức lần này, thì cháu được trực thăng người ta cứu, nếu như cháu ở đơn vị khác cháu đã chết. Nhưng mà hôm nay cháu sống, cháu cũng phải bệnh, nhưng mà con bắt cháu bây giờ là cái như là một mắt thì mù hẳn, con vẫn mắt được còn 3%, nên cháu đi đâu bây giờ là cũng phải có người được đỡ, nhưng mà được đứng phụ bên đó ta hoàn toàn ta là lắm đầy đủ. Đó là cái ơn thứ bậc thứ bốn của con. Cái ơn thứ năm của con là cái ông nội của con, cháu đi du học thì cháu bị ở cháu là con cũng không biết là bán la hay là đi đâu rồi đó, con cũng rộng lắm, nhưng mà cũng được bằng cái cánh cuộc sống cũng cho cháu bị bệnh rất là nặng, nhưng mà người ta bên đó người ta cũng xác nhận đó là một phép lạ, chứ còn sống thường thì cháu không thể sống được. Thì người ta gọi gia đình qua để bảo hồng để đem xác cháu về. Thì cha mẹ cháu rất là lo lắng, không biết phải làm sao mà đem con về đến đây. Lúc nó đi thì đi bằng hai chân, bây giờ nó về mà bằng quan tài, bảo biết cách nào đây. Thì cha mẹ rất là lo lắng, cả hoa lo lắng. Thì cầu xin Chúa thì Chúa cho cháu một cách khỏi, một cách trở lại với rất là nghiêm trọng. Và bên bệnh viện đó người ta cũng xác nhận đó là một cái gì đặc biệt, một cái phép lạ hay một cái gì đó. Thì đó là con có muốn, tức là nó đã được bình phục chứ không phải là về bằng quan tài. Dạ vâng, cháu bình phục, cháu đi bằng hai, về bằng hai chân, hai cho con cháu về bằng bốn chân. Hallelujah. Rồi sao mà biết giáo điện tin mừng mà bà từ bên Đức, người 80 tuổi từ bên Đức bà bay về tới Việt Nam mà tới giáo điện tin mừng nhà bè này bà làm chứng cho Chúa, sao bà biết? Dạ chúng cha con biết ạ, thì con có nghe được trong ở bên Đức bà có theo dõi không? Dạ có, con có nghe băng của cha, cái băng 136 bài hồng cho con thuộc với cái bài mà người ta làm chứng. Vì con nghe hoài cái bài cái đạo cũng nghe cả đêm luôn chạy. Và 3 giờ chiều thì con có đọc kinh theo vị truyền ở điện thoại đó chạy. Dạ. Vâng, tôi gửi tặng cho bà những món quà bà đem về bên Đức nha. Bà 80 tuổi, bà ráng vác Chúa về đi. Rồi, đây là Chúa lòng Chúa thương xót và đem về Đức dùm tôi nha. Đây là cái máy 365 bài giảng, đây là cái quạt giáo điện tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Mời bà đeo vào đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi hallelujah. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta gặp một người kia, một người